giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Started fishing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con Z1000 Thần Thánh, xe đăng ký 2015 nha. Đó, màu cực đẹp luôn. 2015 nhưng mà chủ xe lên đã lên lại sơn lại màu 2017. 2017 bản R đó. Đó, nhìn như 2017 bản R luôn. Không, cực đẹp luôn. Giá 2015 em bán chỉ có 229 triệu thôi. Cực đẹp luôn nha. Nè. Đó, keng sờ beng luôn. Xe này là xe này là biển số Cần Thơ nha. Anh em nào sang tên là như thế nào đó cứ nhập về. Thuế 1% thôi, chỉ đóng 1% thôi tại bên này xe này ở Cần Thơ nha. Nè, cực đẹp luôn. Chủ xe lên màu đen. Màu đen kim tuyến cực đẹp luôn. Đó, lên bộ tem của bản R đó nè, thấy không? Đó, ken xe ben nha. Cặp đèn 4 có đèn bi cầu nha. Z1000 đời này vẫn là đẹp, huyền thoại nha, được mọi người gọi là săn đón hiện giờ nha. Đĩa nè mọi người thấy không? Đĩa thẳng băng nè. Thấy không? Đĩa thẳng sáng chân nè. Nè, ốc tán này kia sáng chân nè. Heo Kawasaki nè, phuộc Suwa nè. Vỏ thì chủ xe lên cặp vỏ Michelin Red 4 nha. Đi Michelin Red 4 rồi lên cái bảo vệ lục máy Evotech nè. Cái này là xịn nè. Chống đổ Fakie Thái Lan nè. Chống đổ Fakie Thái Lan. Nè. Tem quá đẹp luôn, bô bọng sáng chân nè. Tụi em dọn vệ sinh rửa ráy sạch sẽ này kia luôn nè. Nha, keng sờ beng hết. 2015 nha, cứng cáp. Đó. Che FI, bảo vệ FI, DMMV nè. Rồi bô zin móc, ý lộn, bô zin bỏ bầu thôi chứ không móc nha. Chủ xe chơi hệ gọi là im ắng hay gì á, bỏ bầu cho nó thoáng thôi, nhưng mà vẫn đi bô zin không có móc nè. Mọi thứ là còn đẹp hết nè mọi người thấy không. Đó, đĩa nè, ken sờ beng sáng chân. Bỏ sau là đi rách 4 luôn. Rách 4 size 9 nè, vẫn còn dày cui nha mọi người. Thấy không, size 9 vẫn còn dày, vẫn đi vẫn có đuôi nè, đèn hậu tích hợp xi nhan nữa nè. Đó, cái đuôi này tụi em gắn thêm tại hồi xưa chủ đi rút gầm, nhưng mà em có cái đuôi thì em gắn luôn nha. Đèn hậu tích hợp xi nhan nè, thấy không, sơn tem này kia là còn đẹp hết nè. Đó, in là in zin nè, miếng dán bình xăng nè, thấy không, còn keng xe ben hết nha mọi người. Giá quá rẻ, 220 mấy triệu thôi, 229 triệu thôi nè. Đẹp quá trời đẹp luôn, thấy không, quá đã quá đã. Kawasaki Z1000 đăng ký tháng 7 2015.
chi tiết cho mọi người xem luôn nè, thấy không? Này, dòng ABS này kia nè, đĩa nè mọi người, thấy không? Thắng băng hết, mọi thứ là còn hoạt động là keng xe ben ok hết nha, ổn định nha. Đây, cái bọc chân chống vét nhà luôn, đồ chơi luôn. Này che đi MMV luôn. Cái bảo vệ luôn đó. Cái bên đó đây mình chỉnh cái anti bên đó nha mọi người. Nè, quá đẹp luôn. Keng xe ben hết. Chủ xe dọn lại nguyên con, quá đẹp luôn. Che lối sườn nè, không giống trên dĩa rồi, còn dây cui nè, không mọi thứ là còn ok hết nha mọi người. Vét ngàn thần thánh rồi, đem đề máy cho mọi người nghe tiếng tiếng bua zin êm ái nè, đĩa dày quá trời dày luôn. Rồi để đem đề máy cho mọi người nghe tiếng nè. Bao tay như cái gì, bao tay gì đó, Pro Rip nha, Pro Rip. Đó, máy móc êm ru à. Quá đã. Z1000 vẫn cứ là huyền thoại. Bà nói giùm em nghe nha. Rồi, sorry mọi người nha, tại có khách xíu. Thấy không? Quá đã, nhìn nó liền lạnh ghê. Thiết kế liền lạnh ghê. À, để em để lại cho mọi người xem cái cốt pha. Đó, cặp đèn nè. Quá đã luôn. Đó, bắt xinh này kia nè, cốt pha nè. Z1000 bất cứ là huyền thoại của mọi người. Cùng này kia mọi thứ còn đẹp nè, không? Đó, cùng mọi thứ hoạt động là hoàn hảo hết nha, không có lỗi lầm gì hết. Đó, lên kèn lớn luôn này. Kèn này lên kèn lớn này. À, không? Quá đẹp luôn. Bao tay Pro Rip cầm nó chắc chắn. Rồi kiến gì đây, xếp đây là kiến gì đây, khó hiểu quá, kiến gù gì nè. Đó. Quá đẹp luôn. Lên vài con Titan đó nè. Rồi ok mọi người nha, có gì mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp giùm em. Kawasaki Z1000 2015. Lên 2017 giá 229.800.000. Ok mọi người. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè. Có 3 hình thức trả góp. Nè, trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình vẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi.
Đó, xe rất chiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết. Nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.